thằng ngốc kia là bay mất luôn đấy. Ôi đây đây, từ từ chơi chơi. Với video tiếp theo của mình nhá, chúc bạn mới thật nhiều vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ quay cho bạn xem một con diều, con diều RV này của em Nguyên đấy, con diều con em Nguyên ở trong Bình Định. Thế là hôm nay là ra đây giao lưu cùng với tất cả anh em ngồi đây nhé các bạn nhá. Hôm nay là vừa xong là thả diều nhà không có, thế là anh em mình sẽ quyết định là mang ra ngoài biển thả, ra ngoài biển gió to vai. Thế là mình xuống đây mình né tránh tạm, mình tháo cái diều đã. Cái tiến tháo này tiến. Vâng. Anh em mình sẽ lên đây là thả diều, thử thách thả diều trên biển các bạn nhá. Gió trên đây cơ khoảng độ là 30 cho đến 35 km đấy, gió ui, cực kỳ to luôn, gió to lắm, gió cực kỳ to luôn. Tiến tháo kiểu gì đấy? Có cho cuốn này, cho cuốn vào mà. Cuốn kiểu gì đấy? Trong buộc. Đây quay đây này, quay xuống đây này. Đây là chính là con diều mà mình muốn. Trên này có cái đầu. Mai bảo sao, tỉ mãi không thấy đầu đâu. Mình sẽ mắc con diều lên các bạn nhá. Tí mấy anh em trên kia là chuẩn bị là cọc cái này, chắc là cọc về. Cọc xuống mấy cái cây ổ dưới này cho nó bền các bạn, chứ còn thả diều đâm ngay đây rồi. Gió to lắm, mút thuyền chụp luôn. Các bạn cùng chuẩn bị đón xem màn thả diều trên biển nhé. Đi quay đứng xa xa tí. Anh ơi, nếu mà kéo xuống sông thì làm sao? Cái này giờ mình bắt đầu gỡ xuống sông thì bơi ra sông lấy diều rồi. Không, người đưa xuống diều, người đưa xuống sông thì sao mà rơi được? Sao được? Kéo đâm mà cọc đâm mà. Bọn mình thì đây chỉ thả khoảng độ là 20-30 mét thôi các bạn nhá. Gió to quá không thể thả được. Vừa đây. Giờ chuẩn bị quân nắp đuôi này, quân biết nắp đuôi không? Biết mắc nắp đuôi diều không? Tiến cuộn gì Tiến ạ? Rối hết dây của khách ạ. Chịu. Ơ đầu tiên cháu cũng cuộn đấy mà. Cuộn tròn à? Vâng, cháu cuộn tròn như chú cuộn ấy. Sao nó lạ thế? Chắc đầu tiên chú biết rồi chú ấy đấy. Giờ ấy là màn nắp diều. Này ông Tiến nắp để không nhá, bao nhiêu mắt xem nhỉ? 123 à. Anh em cũng chuẩn bị đón xem nhá, mình vừa live stream TikTok luôn các bạn. Này chuẩn bị nắp cái đuôi này, nó hết dây thế này rồi, vãi thật nèo. Bá cháy luôn. Làm quả này là tí nữa mình sẽ đóng bụi bò đi các bạn nhá, cho các bạn xem đóng bụi bò đây, tết diều ấy. Ra đây là test diều cho khách luôn các bạn nhé. Diều của khách mang là thả bão đây này, cho các bạn xem luôn chất lượng diều bên mình nhá. Lượng diều bão bão. Hả? Chuẩn bị là gió rất là to luôn. Con diều này sẽ được đón gió to nhá, cho các bạn xem chất lượng diều carbon. Đây là một mẫu NV nhá. Con này là con 3m7. 3m7 của khách trong Bình Định nhá. Tôi chuẩn bị đấy nhá. Chuẩn bị hai con NV luôn. Một con NV viền đỏ với một con NV viền đen. Một con NV viền đỏ, một con viền đen. Ok. Hiện tại là gió đang rất là mút luôn. Cái này tí là cọc vào cây ổi thôi. Không cọc vào đâu được. Tí nào hy vọng một cây ổi. Quả ổi ăn xanh lắm. Ăn xanh. Nhìn riêng được không? Ăn được đâu. Đừng ăn. Tí anh ăn thôi. Ở đây là ổi tự nhiên, không phun thuốc sâu đâu. Ăn yên tâm. Cái nó phun nó bạch. Sao rồi đi. Con diều này có khi phải ghi đấy. Khiêm ghi anh Khiêm ơi. Tay em chắc. Đấy, ảo thật đấy. Rồi, bàn tay đuôi, nắp đuôi của con ơi. Quy rồi, cô mến năm. Cô chú quay đi. Đưa một sáo đây. Đây là hàng sáo bò nhá. Bò 15 quả. Bò 15 quả D60. Hàng ngũ cao nhá, chất lượng cao luôn. Các bạn cùng chia sẻ livestream giúp mình nhá. Xin cảm ơn. Ok.
Đấy, con bò kia mày cứ bò đi. Tính nữa mày sono. Mày cứ kêu đi, tính nữa cho sono luôn. Bò kia là bò ăn cỏ, còn bò này là bò lên trời nhá. Bò này là bò ăn gió. Bò này là bò lên trời đấy, chuẩn bị nè. Con này mình phải buộc rất là chắc, không may là gió to đánh vặn hết bên nọ bên kia. Chắc chỉ cọc ngắn thôi, cọc ngắn rồi đâm thôi, chứ không dám cọc dài. Cọc dài tí nữa vứt sang kia đấy chẳng sao, còn những nhà chăn lợn nghe. Ôi đi bơi sao? Cứ đừng chết lợn nhà người ta chứ. Ui, con diều chuông kìa. Lên quanh diều chuông đi. Chuông giật tay. Đây các bạn nha, giật tay. Chú giật tay à chú? Tao quay đi. Rồi nắp cái đuôi đây. Rồi nắp cái đuôi. Ui. Anh ơi, cái video không hỏi nhé. Chỉ vậy nó quá khó mõm mẹ. Con này có khả năng là cọc 20-30 mét đâm thôi, còn không dám chơi nhiều. Tầm này là quá là thoáng, một cái đất này nếu mà có lôi thì không lôi được rồi. Giờ chỉ có ước nó cho nó gãy thôi các bạn ạ. Mình chưa giờ làm carbon gãy, bây giờ hôm nay mình thử thách con diều này, nếu mà gãy thì mình xe lại phải thay các bạn nhé. Ước tính ở nhà có nhiều cái để thay rồi. Con này hôm nay chơi lớn không có đuôi luôn. Thường thường diều nó không có đuôi. Con này xe đây đầu tiên các bạn nhá, xem đây là gió ở biển kêu. Ok. Xe như thế nào? Người đâm nhỉ? Có khi là phải cho con để diều chuông chứ. Ồ, này nè con dê con ơi, trên đê kìa. Để trên đê kìa. Đây, mấy ông anh em đang lắp diều con NV nhé. NV35. Cái này thả dưới ruộng thất bại tí, giờ lên đây gió cũng mút từng chụt luôn. Kìa đuôi sai rồi, đuôi sai nào. Ngược, đuôi ngược rồi, quay ngược đuôi lại. Ngược à? Quay ngược đuôi rồi, ngược đuôi rồi. Cái phần kia cho về đằng trước. Đấy, cho anh em xem, đây tí nó lắp lên bộ hỏa còi này nhé. Một cm hơi đập biết đây. Đây đi. Quay lên bên kia, quay con diều chuông trước kìa. Quay mặt kia con diều chuông nhá. Ui gió to ấy. Quang, chú Quang. Anh ơi, Quang ơi. Hey. Con đi kéo em ơi. Đi kéo hộ anh này ra. Cái gió mà đi nó. Cô lắm. Ơ chú Quang nó mất. Cái người. 4 mét. Ui. Cứu. Kéo em đâm hàn. Ôi ơi. To ấy. Bông này. Giờ kéo con này. Giờ kéo con VinFast nhá. Em đọc cây xoan thế này rồi nhưng mà. Đọc chưa? Đọc cây xoan thế này rồi. Không quan tay. Ui giời ơi. Trời dù này chết rồi. Đọc không ngắn thôi nhá, không ngắn thôi nhá. Bao nhiêu mắt xem rồi? 100 tròn. 100 tròn. Yếu mà yếu xem đi. Chuẩn bị là kéo con Vin nhá các bạn xem nhá. À rồi. Ôi. Nặng lắm. Nặng lắm con đuôi được không? Thôi thẳng ăn thôi. Cái đuôi gì? Ngâm nó cầm vào cái như mất tay luôn đấy. Bụng nó bầu thế. Bầu lắm. Cái này nó bé. Chắn gió mới đau. Ừ. Đứng ở đây này, cứ đứng ở đây đâm này. Đi thẳng là đứng cọ này. Đây này, không quẩn đâu, cứ đi đâm dây dài.
giờ chỉ có cặp đâm là một ý tưởng cố định thôi. Giờ mà mình để đứng mình kéo mất cái tay mình. Rồi ok. Rồi. Đi ra đưa máy quay chú nào. Cho bạn xem. Con diều này đâm luôn nhá. Đây là có một dàn giật chuông. Không bổ xuông không sao đâu. Bổ xong tính nấy đâu. Có quẩn. Ừ sao có đuôi bảy, đuôi kinh mấy. Thả đuôi ra. Đuôi yếu á. Đây con này là con VinFast mấy mét em? 4 mét không? 4 mét à? Mấy bên kia còn 3 mét rưỡi. Mẹ gió là giữa sông nhìn. Cứ đâm đi, cứ đâm gió lên cái lên luôn đi. Nó ngà bụp như nào thì không biết thế còn. Giờ chỉ cọc ngắn rồi. Đâm em ơi. Cứ lên đi, sợ gì. Lơi sông ra kéo vào. Không kéo được đi. Lơi ra nữa nhé chú nhá. Đâm đi. Sợ thì tí con kia anh cũng đâm thế mà. Đâm một phần này thôi, chỉ có cọc ngắn tầm này thôi. Con kia đang đứng xem. Tầm này gió mút lắm rồi. Đang chuẩn bị cho lên rồi nhưng mà nó đang cuộn ý. Cứ cho này ngay nay chỉ cần 3 con thả là sướng rồi. Thả ngắn chất lượng. Nguyên một vệt này thả thì cuộn á. Đấy mấy người lại kéo dây. Gió này cuộn vướng luôn cây này. Không vướng sao được, nên lên sao được. Giờ đâm lên thì nó phải lên luôn chứ. Thế để anh đâm cho. Em chịu đây. Xa xa ra. Cứ chạy xa xa ra không. Xa xa quân ơi, xa xa về bổ đầu ấy. Chạy xa không có án mạng ấy. Phải thả gốc kia ra. Thả gốc kia là bay mất luôn đấy. Ôi. Chó lắm. Không, cái điểm sao ấy. Nổi. Rồi. Úi đã cấp. Phát xuống sông rồi. Tôi đến rồi. Nó quẩn vẫn nó sang đấy luôn nhỉ. Hay ngắn dây quá. Nó quẩn. Ngâm nước rồi. Đang đua rìu. Xuống sông rồi. Ngoài cái đầu ngũ chín. 4. Con này vừa xong đâm không? Nó quẩn. Đồng nào? Đồng nào? Đồng đấy có mà chết. Gió giờ nó to hơn rồi. Mưa này. Mưa đấy. To hơn rồi. Sợ tí mưa ấy. Thả nhà anh quang đẹp rồi. Ờ. Ở trong mình gió này bé. Mãi thả mãi không sao nhỉ, đến lúc mình ra đây lại có gió nhỉ. Ở trong mình không có gió sao ấy, gió bé. Mình không có gió nổi, nó không nổi. Mày đâm lại nhỉ. Thôi em chịu ấy. Không đâm nữa à? Giờ nên kiểu gì xuống sông. Hôm nay biết kiểu gì xuống sông. Bây giờ đi ra đâu được. Để đến lượt diều mình các bạn nhé. Đâu diều anh lên ý. Mình làm mẫu. Giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem. Em nè. Quay channel cho anh tất cả anh làm cho anh em xem. Đây chính là con 3.5 3.7 của khách các bạn nhá. Mình sẽ chơi nhiều luôn. Giật tay. Không giật tay được. Con này giờ phải cọc vào đã. Quần gió không chết chơi đi. Để mấy con sáo vào này. Cọc ở bụng trên. Cọc dây này bé có sợi đứt ý. Ê dây đấy có thả không? Mượn dây đấy mấy. Để anh thả đi. Dây này sợi đứt ý. Không đứt ở đâu. Gió to. To sợi đứt ở đâu. Cứ thử phát ra. Ông kia đang chơi nhảy diều ấy. Bé nằm bạch nước. Có kèn à? Con kia hòa kèn. Con này hòa bò. Hòa bò á. Bò. Đây. Em ơi đây. Hòa biết hòa buồn. Để xem là nó có nôi mình cứ ruộng các bạn nhá. Anh điện thoại rồi. Điện thoại cất lên đây rồi. Biết điền điệt luôn. Đây kia đứng. Không kéo đâu, nó nôi đấy, nôi thấn người. Hai thằng nghĩa đâu. Đấy lúc nào không có xe cầm hơn là cột điện này. Ghi với cái cột điện đấy chúng ta ạ. Ghi cột điện
ghi vào con điện ấy. Người họ đi. Người ta đi đây. À đây có cái nốp nốp ở chỗ kia à? Ôi nốp ở chỗ này này. Cái ổi. Cái ổi thì cứ đi trước đi, đi tí đi anh. Anh buộc cái ổi trước á. Cho mấy cái cây tre. Bao nhiêu người xem này em? Chục. Ai bảo ăn được. Em thì nó xem nhá. Tuyệt vời không mặt trăng luôn. Đi à. Rơi nhiều ấy bây. Con này là chuyến bao của khách đâu nhá. Có chín không? Chắc là cũng chín ấy. Ôi. Thôi, thua. Thôi đâm ngắn này em ơi, từ từ đã. Xem dấu to nào, từ cọc ra. Anh sợ à? Cháu đang chú Quang ơi. Không ăn được đâu, nó nuốt. Chú Quang ơi. Nó bỏ cầm nó, không chơi được mẹ tiên lên đâu. Rồi nhá, các bạn cũng chuẩn bị đón xem con của mình làm mẫu một lần duy nhất thôi nhá. Nên việc nên không nên được thì bắt buộc nó phải lên. À thôi cứ đứng đâm đi em ạ. À. Đâm được không để anh đâm nhá. Lên đi, từ từ chưa. Con này dịch đây nhỉ?
hai thả thôi. Cứ giờ hai con này cọc có kêu nhỉ? Cứ đâm lại. Không kêu. Nên hai con giống nhau lên trời các bạn nhá. Siêu phẩm luôn. Lát biển thả diều ấy nó mát các bạn này. Wow. Gió rất to, diều lên rất chuẩn các bạn nhá. Con kia yếu vía. Không biết mồm của ai. Ok luôn nhá. Đây các bạn thả biển lên xuống này. Đây cho bạn xem biển bao la luôn nhá. Ok luôn. Đúng rồi, người luôn. Không hoặc coi chú để dưới kia à? Hoặc coi mang lên. Quá ok luôn các bạn nhá. Đấy, test diều cho Nguyên luôn. Quá ok luôn nhá. Thứ hai anh gửi chưa? Nay thứ bảy. Hai con lên xứng đáng luôn. Nhưng mà đâm lên thế mà không suýt nữa vàng mà nhỉ? Vàng một cái. Ờ, né. May quá. Quá ok luôn, trên này là các khán giả chuẩn bị là đang cổ vũ các bạn nhá. Bay hai con rực bầu trời luôn. Lá ngoài biển mặc dù nó đen thật đấy, với cả là không khí biển các thứ là cũng đen ra lắm, nhưng mà mình sẽ cố gắng quay cho bạn xem những video hay và tuyệt vời nhất có thể nhá. Đấy. Còi không đánh nhau được. Nó hòa với nhau vậy. Mắt. Đang ở đây mắt rười luôn. Đây là mang một con đây mang một bộ hóa còi ra. Mang bộ hóa còi ra nhưng mà không mang diều đâu các bạn nhá. Khét quá, khét lẹt luôn. Gió to. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Nếu bạn thấy video mình hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ video của mình. Và nào muốn mua diều bên mình thì hãy nhắn tin qua Zalo theo góc trái màn hình giúp mình nhá. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.